Hello, xin chào mọi người. Như đã hứa thì mình sẽ cùng mọi người setup bàn làm việc của mình trong năm 2024. Và món đồ đầu tiên mình muốn giới thiệu mọi người ngày hôm nay đó là bàn iCockpit 1460. Những bạn mà hay follow mình ấy thì sẽ biết là mình đã review rất nhiều loại máy massage, massage cổ, massage vai, massage lưng. Và những cái máy massage này, việc chính của nó là làm giảm những cái cơn đau vai gáy của mình và những cơn đau lưng của mình. Thì khi mà mình tìm hiểu cái góc setup mới ấy, thì mình ưu tiên là những sản phẩm nào mà nó sẽ giúp cho mình đỡ bị đau vai gáy này, đỡ bị đau lưng. Và sản phẩm mà mình ưu tiên đó là ghế công thái học và bàn nâng hạ. Bàn nâng hạ thì là một cái lựa chọn mà mình đã đắn đo cách đây mấy năm rồi. Thế nhưng mà cái chi phí của nó quá cao nên mình đã dừng lại và mình nghĩ là một thời điểm nào mình có đủ chi phí, đủ tiền thì mình sẽ đầu tư. Một cái nữa đó là ghế công thái học thì nó sẽ rẻ hơn và cái hiệu quả của nó thì cũng sẽ tốt, vì là cái công thái học thì nó sẽ giúp cho lưng mình thẳng này, cái tư thế của mình nó chuẩn thì ngồi nó sẽ đỡ bị đau lưng hơn. Thế nhưng mà ở nhà mình ấy thì có một vấn đề là nhà mình thì lại nuôi mèo, và mèo nhà mình thì khi mà mình làm việc nó nằm xung quanh mình. Và cái ghế công thái học thì nó lại có những cái bánh xe, và hiện tại mình chưa tìm hiểu được cái loại nào mà nó lại khóa bánh được. Thế thành ra là mình không muốn dùng ghế công thái học, tại vì là nó có thể kẹp vào đuôi hoặc là kẹp vào chân mèo nhà mình. Thế nên là mình đã bỏ qua lựa chọn công thái học và mình đã lựa chọn bàn iCockpit 1460. Và đây là cái bàn mà mình nghĩ là mọi người sẽ phải tham khảo đấy, tại vì là nó giá nó ok lắm. Lúc đầu thì mình cũng đắn đo là những cái loại mà 6 triệu cho đến 10 triệu, tức là mình đã chấp nhận là mình bỏ ra một khoản tiền khá là cao để những cái trải nghiệm của mình nó sẽ ok hơn, nó sẽ chắc chắn hơn. Thế nhưng mà khi mà mình lấy cái bàn này về, mình lắp đặt thì mình lại có một trải nghiệm hoàn toàn khác so với những cái lúc đầu mình suy nghĩ. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang phần lắp đặt nhé. Lúc đầu thì khi mình lấy cái bàn này về, lấy cái bóc về thì mình đã giật mình. Hai điều là mình bất ngờ. Điều thứ nhất đó là cái bóc này. Mọi người nhìn này. Một cái bàn 1m4 mà để cho vừa một cái bóc này. Thì hóa ra là cái bàn này nó 1m4 này nó được ghép từ hai mảnh MDF. Hai mảnh MDF này thì nó được ghép với nhau và nó sẽ có một cái thanh chịu lực ở giữa. Nên là những bạn nào mà lo lắng về cái phần mà nó sẽ không chắc chắn bằng những cái bàn mà nó bốn chân hộp sắt ấy thì không phải. Tại vì là mình đã sử dụng và mình đã nằm lên, mọi người thấy ấy, nó vẫn chắc chắn và nó không gây rung lắc gì nhiều khi mình dùng cả. Và cái bất ngờ thứ hai khi mà mình mở cái bóc này ra, đó là quá nhiều chi tiết mọi người ạ. Mình đã hoảng khi mà mình mở cái bóc đấy ra, và mọi người nhìn này, nó có rất nhiều chi tiết. Sau một hồi định thần thì mình đã lấy cái hướng dẫn sử dụng ra và mình xem kỹ lại. Và mình bày hết nó ra một góc và mình xem kỹ, mình lắp ráp từng bước một. Thì sau 45 phút mọi người sẽ lắp được một cái bàn như thế này, chắc chắn như thế này, và nằm lên được như lúc đấy. Lúc đầu thì mình cứ nghĩ là nó khó khăn lắm cơ. Thế nhưng mà khi mà mình làm theo từng bước một, nghĩ là nó sẽ dễ như thế. Người bình thường mình nghĩ chắc tầm khoảng 30 phút thôi. Còn mình thì mình kiểu hơi thiếu logic. Những người nào mà kiểu hơi thiếu logic này, hay không thích những kiểu lắp ghép như này thì sẽ mất thời gian hơn. Mình là hay kiểu lắp vào, một là thừa ốc, hai là thiếu ốc, hoặc là lắp nhầm. Thế nên là mình rất sợ những cái này. Thế nhưng mà khi lắp cái này thì mình thấy là cũng ok. Thì trong khi lắp ấy thì mình phát hiện ra là cái bàn này thực ra là giá rẻ, nhưng mà những cái chi tiết của nó được gia công cực kỳ tốt. Nó được phủ một lớp sơn bóng mờ và nó mịn, trau chuốt, và nó không có phần dư thừa hay là cái phần dơ đâu. Nói chung là mình cái chi tiết của cái này mình cảm thấy rất là ưng luôn. Mình không nghĩ là một sản phẩm giá rẻ như thế này lại có một cái chi tiết tốt như thế. Những cái hộp sắt của nó ấy thì rất chắc chắn, cầm chắc, nghịch chắc tay luôn nhá. Và những phụ kiện của nó ấy thì cũng rất đầy đủ. Thực ra không phải nói đầy đủ mà là thừa thì đúng hơn. Họ đã rất cẩn thận và dành cho những người mà ẩu như mình ấy, lắp vào sợ thừa sợ thiếu ấy, thì họ đã cho dư ra rất nhiều ốc, những cái phụ kiện đi kèm những cái phần lắp ráp thêm ấy, họ cho rất nhiều. Có sẵn bộ lắp ghép cho mình, có những cái tô vít hoặc là những cái phần lắp ghép cho mình để mình không cần phải khó thêm khoan. Và một cái đặc điểm nữa mình thấy cũng ưng đó là khi mà mình lật ngửa lên ấy, mặt dưới của nó sẽ được khoan sẵn những cái lỗ mồi. Những cái lỗ mồi này thì sẽ giúp cho mình không cần phải đo đạt khi mà mình lắp đặt. Và sau khi lắp đặt xong thì mình đã có một cái bàn chắc chắn như thế này. Và bây giờ mình sẽ sang phần sử dụng nhé. Sử dụng thì thực ra nó khá là đơn giản, vì cái bàn này nó có một cái bảng điều khiển rất là dễ. Khi mình tìm hiểu cái bàn nâng hạ thì mình đã xem rất nhiều hãng rồi, thì mình sẽ thấy là nó có một vài cái loại bàn mà nó chỉ có một vài nút thôi, tức là khoảng có 1-2 nút, và những nút đấy nó kiêm chức năng. Nhưng riêng cái bàn này thì nó lại có một cái bảng điều khiển khá là dễ dàng. Nó có những nút rõ ràng như là lên xuống này, time này, reset này, và tư thế đứng và tư thế ngồi. Tức là nó có thể là dành cho những người nào mà không cần phải tìm hiểu nhiều, không cần phải đọc hướng dẫn sử dụng cũng có thể dùng được luôn. Nâng hạ thì mọi người có thể ấn nâng hạ thì rất là rõ rồi đúng không? Ở đây thì có một nút time.
Nút thang này để làm gì? Nút thang này để làm mọi người có thể chuyển sang chế độ nhắc. Tức là mọi người có thể đặt chế độ là 30 phút là bàn nó sẽ nhắc mình là mình thay đổi tư thế. Ở bên cạnh này thì nó sẽ có hai cái nút, đó là nút dành cho tư thế đứng và thế ngồi. Hai cái nút này thì mình có thể cài đặt để mình có thể chọn những vị trí mình mong muốn. Chứ cái bàn này thì nó có thể nâng được mức cao nhất là 119cm và mức thấp nhất là 72cm. Tức là nó thì phù hợp với rất nhiều dáng người, cao thấp đều được cả. Nói chung là khi sử dụng cái bàn này thì mình cảm thấy rất là dễ và mình có thể dùng được luôn mà không cần phải sử dụng. Ok, vừa rồi thì mình đã chia sẻ với mọi người phần lắp đặt rồi này, phần sử dụng rồi này. Thì cái ưu điểm của cái bàn này thì nó sẽ có những cái gì? Ưu điểm đầu tiên mà mình thấy gọi là ưng nhất đó là nó không hề ọp ẹp. Nó rất chắc chắn. Cái mà mình lo lắng sợ nhất ấy, lúc đầu đó là cái bàn giá rẻ thì nó sẽ kiểu là nó cũng sẽ có nâng hạ nhưng mà nó sẽ không chắc chắn và nó cảm giác nó ọp ẹp, nó dởm dởm ấy. Thế nhưng mà khi mà lấy bàn này về, từ lúc mà mình lắp đặt cho đến lúc mà mình sử dụng thì mình cảm thấy là đây là một sản phẩm không hề rẻ tiền tí nào. Mặc dù cái mức giá của nó chỉ tầm khoảng 3 đến 4 triệu thôi nhưng mà mình cảm giác là nó sẽ ở cái tầm cao hơn. Thế nên là mình rất ưng ý về cái phần mà chắc độ chắc chắn của nó. Nó rất là ok luôn. Và cái thứ hai mình ưng ở cái bàn này nữa đó là nó rất nhiều phụ kiện đi kèm. Nó có cái phần đựng nước này này. Thì mình nếu mà mua ở ngoài nó mất phải chắc là phải vài trăm nghìn. Nó mà nó cho kèm luôn. Cái thứ hai là cái móc treo tai nghe. Móc treo tai nghe này thì thực ra là mình không treo tai nghe mà mình sẽ treo những cái phụ kiện máy ảnh mình thấy hợp lý hơn. Và một cái nữa mình nghĩ là nhiều bạn chơi game sẽ thích đó là cái lót chuột. Phụ kiện tặng kèm luôn, thế nhưng mà nó có một cái lót chuột cực kỳ to luôn ở đây. Và cái cảm giác gì trên cái lót chuột này cũng rất là ngon. Thế nhưng mà mình không thích cái lót chuột này ở cái viền đỏ. Thế nên mình đã bỏ nó đi và mình sẽ lựa chọn cái lót chuột khác. Nó có màu, nó tiệp với cái bàn của mình hơn. Một cái ưng ý nữa của cái bàn này đó là cái phần bảng điều khiển. Bàn điều khiển này cực kỳ dễ dàng luôn, mình không cần phải tìm hiểu gì mình cũng có thể sử dụng được. Và sau một thời gian sử dụng thì mình sẽ thấy có một vài cái nhược điểm như thế này. Đó là cái tốc độ nâng hạ của cái bàn này, theo mình tìm hiểu thì tốc độ nâng hạ của bàn này nó hơi thấp. Nó chỉ tầm khoảng 2 đến 2,2cm trên 1 giây so với những cái bàn tầm khoảng 6, 7, 8 triệu, 10 triệu là 3cm trên 1 giây. Tức là nó tốc độ nâng hạ của nó ấy. Thế nhưng mà sau quá trình sử dụng thì mình nghĩ là nó cũng không phải là một cái gì đó nó gọi là khuyết điểm đâu. Nó cũng không phiền chuyển, nó cũng không lâu hơn nhiều ấy. Mình nghĩ là 2,2cm trên 1 giây với cả 3cm trên 1 giây thì nó không ảnh hưởng gì nhiều đến trải nghiệm sử dụng của mình cả. Với mình thì mình nghĩ là nó cũng không phải là nhược điểm gì quá to tát cả. Và cái thứ hai nữa đó là cái trọng tải tối đa của nó. Vì sử dụng một motor nên Aquapit 1460 chỉ có trọng tải tối đa là 80kg. Theo mình tìm hiểu thì trọng tải tối đa của những cái bàn tầm khoảng 5-6 triệu và chục triệu nó tầm khoảng là 100 cân, 150. Thế nhưng mà thực tế sử dụng thì mình còn nằm lên được. Mình 60 cân, thêm một cái bộ máy tính của mình tầm khoảng chục cân nữa thì nằm vẫn ngon hơn, vẫn lên xuống xuống bình thường. Nên mình nghĩ là cũng chả có vấn đề gì với phần trọng tải tối đa với cả phần cân nặng cả. Nên là mọi người có thể cân nhắc cái bàn này với tầm giá này thì mình nghĩ là chắc là cũng chẳng có bàn nào nó hợp lý hơn nữa đâu. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ với mọi người cách lắp đặt của cái bàn Aquapit 1460 này như thế nào, rồi sử dụng như thế nào với tầm giá 3-4 triệu thì mọi người sẽ có những ưu điểm và nhược điểm gì. Nếu các bạn còn thắc mắc gì thì hãy comment ở bên dưới nhá. Link sản phẩm thì mình cũng để ở bên dưới luôn. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Hẹn lại video sau. Bye bye.